Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng cái phần mềm điều khiển từ xa. Nó cũng giống như cái phần mềm TeamView để các bạn có thể hỗ trợ được bạn bè điều khiển được từ xa máy tính của các bạn. Điều kiện để sử dụng cái phần mềm này đó là máy tính của các bạn cần phải có kết nối internet. Và đối tác của bạn cũng cần phải có kết nối internet. Thì trước tiên các bạn vào Google để download phần mềm này về. Bạn vào Google và bạn gõ chữ download UltraView. UltraView. Bây giờ đang phiên bản 6.1. Đây thì cái link tải phần mềm điều khiển máy tính UltraView này, ngay cái mục đầu tiên này các bạn vào bấm vào. Thì ở đây có các cái phần như là bản cài đặt SE, bản Pro Table và tài liệu hướng dẫn. Thì các bạn vào để ý vào cái phần một này này, tải cài đặt SE. Ở đây nó có cài đặt đầy đủ tính năng hỗ trợ đa ngôn ngữ và dung lượng chỉ 1,5 MB, hỗ trợ mọi hệ điều hành Windows và từ Win XP đến Win 10. Các bạn bấm vào chỗ download là cái mục vàng này. Trong tích tắc là đã cài đặt xong. À xin lỗi các bạn, đã download xong. Các bạn bấm vào chỗ UltraView XE Setup này để bắt đầu tiến hành cài đặt. Thì cái bộ cài nó sẽ mặc định cài trong ổ C, cái tab sẽ hiện lên, các bạn ấn vào Next nếu các bạn là cài trong ổ C. Còn nếu các bạn muốn đổi thì các bạn có phải vào Browse này để đổi đường dẫn vào ổ E hoặc ổ D nào đấy. Còn đổi tôi thì tôi để nguyên trong ổ C nên tôi để nguyên. Sau đó tôi nhấn Next. Đây phần mềm là các bạn cứ ở đây có tích là có tạo nên cái biểu tượng trên shortcut trên desktop không, bạn ấn để tích là có để nó lên cái biểu tượng trên desktop. Sau đó các bạn nhấn Next. Các bạn là tiếp tục nhấn install, tức là cài đặt. Install cài đặt. Trong quá trình hướng dẫn các bạn và điều khiển hỗ trợ các bạn từ xa để sử dụng các nghiệp vụ kế toán, thì tôi thấy các bạn nhiều bạn là vẫn chưa biết cách sử dụng cái phần mềm này, nên hôm nay tôi hướng dẫn cái cách các bạn download cũng như các bạn sử dụng phần mềm này. Tiếp theo ở đây là đã hiện lên cái chỉ dẫn là đã cài đặt xong và các bạn nhấn Finish. Đây là UltraView đã cài đặt xong bản free, UltraView 6.2 bản free. Để tab đã hiện lên. Phần mềm UltraView nó cũng tương tự như phần mềm TeamView đây các bạn, TeamView 14. Như vậy là rất nhanh chóng tôi đã cài đặt xong cái phần mềm UltraView để hỗ trợ điều khiển từ xa. Đây là cái biểu tượng trên desktop tôi vừa cài xong và đây là cái sau khi bật lên thì nó đã ra cái này. Thì đây các bạn để ý là đây là bản UltraView 6.2 bản free cho phép điều khiển. Đây là cái ID và cái mật khẩu của bạn. Các bạn để ý là hãy gửi ID và mật khẩu dưới đây cho đối tác nếu bạn muốn cho họ điều khiển máy tính của mình. Đấy, nếu các bạn mà muốn nhờ một ai đó để điều khiển cái máy tính của các bạn thì các bạn gửi cái ID này cho người bạn đó. Và máy tính của người bạn đó cũng như máy tính của bạn là có kết nối internet các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn mà muốn hỗ trợ người khác và điều khiển máy tính của người khác thì các bạn yêu cầu họ gửi cái ID của họ sang và họ bảo bạn gõ vào đây. Ví dụ như tôi vừa lấy một cái ID của một máy tính khác và tôi
Gõ vào đây. Mật khẩu. Sau đó tôi nhấn bắt đầu. Đây. Đây chính là giao diện của máy tính khác tôi đang điều khiển đây. Tôi có thể điều khiển ở đây. Vậy là bằng cách này là tôi có thể hướng dẫn điều khiển được các máy tính khác và tôi có thể xử lý được các cái nghiệp vụ hoặc là hướng dẫn các bạn là xử lý một số thao tác trên máy tính của các bạn. Ví dụ như đây tôi đang vào vào máy tính của các bạn với cái phần mềm kế toán là Misa đây. Tôi nhấn đồng ý. Thì đây tôi đã mở máy tính ở trên máy tính khác. Mở cái phần mềm Misa trên máy tính khác và tôi có thể hướng dẫn các bạn hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ, hướng dẫn sửa hoặc là kiểm tra cái báo cáo tài chính của các bạn. Ví dụ như tôi vào chỗ báo cáo đây, tôi vào xem báo cáo bảng cân đối tài khoản chẳng hạn, tôi vào xem và tôi nói giai đoạn từ mùng 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 và tôi nhấn đồng ý trên máy tính của các bạn. Không thấy gì. Vâng, như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn là cách download, cài đặt và sử dụng phần mềm Ujavi, phần mềm điều khiển từ xa, nó cũng tương tự như phần mềm TeamView của các bạn để các bạn có thể là nhờ người khác hỗ trợ cái máy tính của bạn hoặc là các bạn có thể điều khiển được máy tính của người khác để kiểm tra được số liệu. Như tôi hay dùng để tôi cài đặt là các phần mềm cho các bạn nào cần hoặc là tôi có thể kiểm tra được báo cáo tài chính của các bạn hoặc là kiểm tra được cái số liệu của các bạn nếu các bạn nào mà nhờ tôi. Thì video của tôi hôm nay hướng dẫn các bạn là cài đặt và sử dụng phần mềm UltraView. Đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu các bạn nào mà chưa cài được thì hãy nhanh chóng cài về để có thể là nhờ được sự giúp đỡ của người khác nếu các bạn cần. Nếu các bạn muốn hoặc là có thể là xử lý được máy tính của người khác, có thể là giúp đỡ được người khác các nghiệp vụ. Cảm ơn các bạn là hoặc các bạn cũng có thể sử dụng download và sử dụng phần mềm TeamView về. Nó cũng tương tự như TeamView đây. Để các bạn điều khiển. Thì các bạn để ý là khi mà các bạn vào đối tác thì ở đây nó có cái khung chat này. Các bạn mở ra các bạn có thể chat cho đối tác. Đấy. Các bạn có tạo chat cho đối tác. Video của tôi xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nếu thấy hay, like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn.